Xin chào tất cả các bạn, và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách để download được file APK từ kho ứng dụng Google Play về máy tính. Khi chúng ta có file APK thì chúng ta có thể copy sang những điện thoại Android để chúng ta cài đặt những ứng dụng theo dạng offline, không cần phải kết nối mạng Internet. Hoặc là các bạn có thể sử dụng file APK này để cài đặt ứng dụng đó trên trình giả lập hệ điều Android trên máy tính của chúng ta. Việc này thì nó sẽ giúp các bạn xử lý được cái tình huống là những ứng dụng đó không hỗ trợ tại quốc gia của chúng ta, hoặc là những ứng dụng đó không hỗ trợ thiết bị Android của chúng ta đang sử dụng. Thì chúng ta sử dụng cách này để download những cái file cài đặt đó về, và chúng ta sẽ sử dụng theo cái kiểu là cài đặt offline. Thì đầu tiên các bạn phải mở Google lên, các bạn đánh vào là APK downloader và các bạn chỉ cần chọn cái link đầu tiên ở đây. Thì tại cái trang web này nó chỉ đơn giản là một công cụ để chúng ta bắt được cái link download thôi. Thì chúng ta sẽ vào kho ứng dụng Google Play để tìm những cái ứng dụng chúng ta mong muốn. Ở đây thì mình sẽ chọn một ứng dụng là Galaxy Launcher. Thì mình chỉ cần copy cái đường link của trang này, mình sẽ đem qua cái trang là APK downloader và mình sẽ dán vào trên cái chỗ có ô đây, và chúng ta chỉ cần bấm vào nút generate download link. Trang web này tự động bắt link download chúng ta, và chúng ta chỉ cần click vào cái chỗ là click here to download là chúng ta có thể download được cái file APK này về. Thì nó sẽ hiện ra cái trình lưu của trình duyệt gốc. Ở đây thì chúng ta có thể tùy chọn cái nơi lưu và cái tên. Khuyên các bạn là nên cứ để mặc định rồi chúng ta bấm vào nút lưu. Thì quá trình download sẽ diễn ra, thì chúng ta sẽ kiểm tra ở ngoài màn hình nền thì chúng ta sẽ có được một cái file APK này. Thì đây chính là cái file APK để cài đặt cái ứng dụng Galaxy Launcher. Vì trên máy tính của mình hiện tại đang sử dụng trình giả lập Android BlueTech nên nó có cái biểu tượng những cái ô màu như thế này. Máy tính của bạn nào mà chưa cài trình giả lập sẽ có một cái hình trang giấy trắng. Như vậy chúng ta có thể copy cái file này sang những cái điện thoại Android và chúng ta cài đặt cái ứng dụng này một cách offline, hoặc là chúng ta có thể cài đặt lên ứng dụng BlueTech. Thì cái cách này áp dụng được toàn bộ những cái ứng dụng trên kho ứng dụng Google Play. Như vậy mình vừa hoàn thành xong video chia sẻ cho các bạn cách download được file APK từ kho ứng dụng Google Play. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, chia sẻ với bạn bè, và đừng quên truy cập vào kênh YouTube của mình, bấm vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video khác. Và các bạn có thể like trang Facebook của TKC Production trên Facebook. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.